Xin chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về cách tra cứu thuốc online sử dụng một website là Medscape. Các bạn nhập tên trong web Medscape. Trước hết là các bạn vào website medscape.com. Sau đó các bạn chọn tính năng Drugs and Diseases, thuốc và bệnh. Tiếp tục các bạn chọn kiểm tra tương tác thuốc Drug Interaction Checker. Các bạn xóa những tương tác thuốc cũ đi, các bạn nhập các tương tác thuốc mới. Để hiểu hơn về website này trong vấn đề tra cứu tương tác thuốc, chúng ta cùng làm một ví dụ. Ví dụ tra cứu tương tác thuốc của digoxin và erythromycin. Digoxin. Erythromycin. Khi nhập xong tra cứu tương tác thuốc thì các bạn sẽ thấy màn hình, ngay màn hình bên cạnh thì cho thấy kết quả tra cứu tương tác thuốc. Thì có hai cơ chế tương tác thuốc của cặp tương tác thuốc này. Cơ chế đầu tiên này, tương tác thuốc là nghiêm trọng và cần cân nhắc cái việc thay thế. Vì cơ chế của hai cái tương tác này dẫn tới cái việc là tăng nồng độ của digoxin có liên quan đến việc liên quan đến hệ vi khuẩn đường tiêu hóa. Cơ chế thứ hai thì chúng ta tương tác này tương tác bản chất là mức độ vừa, chúng ta cần phải theo dõi sát sao bệnh nhân để theo dõi các biểu hiện lâm sàng. Đó là tương tác này là erythromycin không làm tăng nồng độ của digoxin thông qua cái việc ức chế cái bơm ngược p glycoprotein. Cảnh báo là tương tác này tương tác thận trọng. Và lưu ý các bạn về tương tác thuốc thì trong web này chia tương tác thuốc ra là 3 mức độ. Mức độ nặng là chúng ta cân nhắc đến việc thay thế, sử dụng thuốc thay thế. Tương tác mức độ vừa thì chúng ta có thể là không cần sử dụng thuốc thay thế, nhưng chúng ta cần phải theo dõi sát sao các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân. Ngoài ra thì có tương tác thuốc ở mức độ nhẹ. Tương tác thuốc ở mức độ nhẹ tức là có tương tác thuốc nhưng tương tác này gần như không có ý nghĩa lâm sàng, ít ảnh hưởng đến bệnh nhân, chúng ta có thể bỏ qua các cái tương tác nhẹ, chúng ta tập trung vào xử lý các tương tác, xử trí các tương tác vừa và tương tác nặng. Chúng ta cùng tìm hiểu một tương tác thuốc trong đơn. Đây chúng ta tìm hiểu tương tác thuốc trong đơn này. Các bạn xóa các tra cứu tương tác thuốc cũ đi. Để chúng ta cho nhỏ màn hình lại. Classic, chúng ta tìm hóa chất classic là gì ạ? Hóa chất là classic. Classic hóa chất là clarithromycin, các bạn nhập tên clarithromycin. Rồi. Thuốc thứ hai là amoxicillin. Thuốc thứ ba là Lozec. Lozec trong này không thấy xuất hiện thì các bạn chuyển sang Lozec đây để các bạn tra cứu. Và chất logic là gì? Omeprazole. Thuốc tiếp theo là Lifepirine. Restart thì tương đương với từ XL là Extend Release. Thuốc Lifepirine có tác dụng kéo dài. Diazepam. Thuốc an thần. Rồi. Ngay bên cạnh các bạn sẽ thấy sau khi chúng ta nhập xong tra cứu tương tác thuốc qua các thuốc trên thì màn hình bên cạnh hiển thị cho chúng ta có 6 tương tác thuốc được tìm thấy. Đó là tương tác thuốc ở mức độ nặng, cân nhắc cái việc thay thế thuốc, đó là tương tác giữa clarithromycin và diazepam. Hậu quả của tương tác này là clarithromycin làm tăng nồng độ cũng như tác dụng của diazepam. Cái này có liên quan đến giai đoạn tương tác này, tương tác ở giai đoạn chuyển hóa ở gan. Chúng ta tránh phối hợp với thuốc này. Hoặc là chúng ta sẽ cân nhắc cái việc sử dụng thuốc thay thế. Tương tác mức độ vừa phải và chúng ta cần phải theo dõi các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, giám sát các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân là tương tác clarithromycin và nifedipine. Cơ chế ở đây là gì ạ? Là clarithromycin làm tăng nồng độ của nifedipine trong huyết tương, nó liên quan đến chuyển hóa thuốc ở gan và cả chuyển hóa thuốc
ruột nữa. Trên việc sử dụng này thì khi sử dụng kết hợp này chúng ta phải thận trọng. Tương tác nifedipine và diazepam. Thì nifedipine làm tăng nồng độ của diazepam, có liên quan đến chuyển hóa của enzyme CYP3A4. Ngoài ra còn có ba cặp tương tác thuốc ở mức độ nhẹ. Tương tác này thì ít có nghĩa ý nghĩa lâm sàng như tương tác omeprazole, diazepam, nifedipine, clarithromycin hoặc clarithromycin, amoxicillin. Trên đây là tôi giới thiệu các bạn thêm một website nữa trong việc tra cứu tương tác thuốc. Rất mong các bạn có thể coi đây là một công cụ hiệu quả trong tra cứu tương tác thuốc, tra cứu nhanh tương tác thuốc. Thêm một cái công cụ tra cứu nhanh tương tác thuốc cho các bạn.